Tối ngày 8 tháng 11, đại diện Cục Cảnh sát Giao thông thông tin, hiện đơn vị chức năng của Cục Cảnh sát Giao thông đang phối hợp với đội điều tra tổng hợp Công an huyện Hòa Vang, Đà Nẵng, điều tra làm rõ hành vi chặn ngang xe trên đường cao tốc của một tài xế. Nếu đủ căn cứ sẽ xử lý hình sự với tội danh gây rối trật tự công cộng. Trước đó khoảng 11 giờ 15 ngày 5 tháng 11, tại km 04 cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, tổ cảnh sát giao thông thuộc đội 5 trong quá trình làm nhiệm vụ đã phát hiện xe ô tô đầu kéo kéo sơ mi rơ móc do tài xế Nguyễn Hoàng Ngọc Tuấn, sinh năm 1978, trú huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, điều khiển, vi phạm chuyển làn đường không có tín hiệu báo trước khi chạy trên đường cao tốc. Sau khi dừng phương tiện, tổ cảnh sát giao thông đã thông báo hành vi vi phạm cho tài xế, đồng thời cho người này xem hình ảnh vi phạm và giải thích hành vi vi phạm, và đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Tuấn. Tuy nhiên, tài xế này không đồng ý, không ký tên vào biên bản vi phạm hành chính với lý do camera ghi hình không có tem kiểm định. Tổ cảnh sát giao thông không được sử dụng xe ô tô tuần tra kiểm soát cơ động để ghi hình người vi phạm, mà chỉ được kiểm soát phương tiện tại một điểm. Tổ cảnh sát giao thông đã mời ông Cao Văn Thương, công an viên, công an xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng đến chứng kiến sự việc. Sau khi xác lập biên bản, tổ cảnh sát giao thông đã mời tài xế Tuấn ký nhận biên bản nhưng người này tiếp tục không ký nhận và không nhận biên bản theo quy định. Sau khi tổ cảnh sát giao thông di chuyển vào vị trí nghỉ tại trung tâm điều hành đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi, tài xế Nguyễn Hoàng Ngọc Tuấn có hành vi điều khiển xe chặn ngang đường tại km 04, khu vực trạm thu phí Túy Loan, gây ùn tắc giao thông. Khi lực lượng công an xã Hòa Tiến và đội điều tra tổng hợp công an huyện Hòa Vang có mặt, phối hợp cùng tổ cảnh sát giao thông để xử lý vụ việc, tài xế này mới điều khiển phương tiện đổ sát vào lề đường theo yêu cầu của lực lượng chức năng. Thời gian tài xế Tuấn sử dụng xe ô tô đầu kéo gây ùn tắc giao thông gần 30 phút.